Du Hí ơi, chị nghe nói Sài Gòn có xôi chè Bùi Thị Xuân ngon lắm. Ở đâu vậy em? Hôm nay chị Google muốn ăn xôi chè Bùi Thị Xuân hả chị? Vậy thì trúng tủ của em rồi nè. Và đây nè, đây là xôi chè Bùi Thị Xuân ở ngay trên góc đường Cống Quỳnh và Bùi Thị Xuân. Đây cũng là một trong những tiệm chè nổi tiếng của Sài Gòn, tồn tại cũng hơn 40-50 năm rồi. Và hôm nay á, mình sẽ cùng với chị Google đi khám phá đường Bùi Thị Xuân nha. Alo alo, Sài Gòn Du Hí xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn nha. Đường Bùi Thị Xuân á, thì khởi đầu á, hồi nãy là giáp với đường Cống Quỳnh, và đi cho đến khi nào gặp đường Cách Mạng tháng 8 là hết đường Bùi Thị Xuân. Con đường này á, có tên là Bùi Thị Xuân từ năm 1954. Nhìn xa xa có cái gì mà người ta xếp hàng rất là đông nè. Wow, bánh mì Bùi Thị Xuân 10k. 10k mà mua được một bánh mì có thể nói là bây giờ gọi là hiếm á các bạn. Du Hí ơi, tòa nhà xanh đằng kia là gì vậy em? Dạ, để em trả lời cho chị Google nha. Đây là trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân. Lúc trước á, trường này có tên là trường nữ Trung học Nguyễn Bá Tòng. Có lẽ là tìm mỏi mắt khắp Sài Gòn cũng hiếm thấy có trường nào mà tên trường trùng với tên đường nè. Trường Bùi Thị Xuân nằm trên đường Bùi Thị Xuân nha. Trường Bùi Thị Xuân á, là một trong những trường có cái thành tích học tập rất là đáng nể, vì họ có rất nhiều học sinh đạt giải quốc tế nè, cũng như là nhiều học sinh đạt được nhiều giải trong các kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc và thành phố. Nhìn ở bên tay trái phía bên đường á, là quán Cà Phê Linh. Cà Phê Linh mà có lần á, Sài Gòn Du Hí đã giới thiệu cùng với các bạn. Nhưng mà lần trước á, là mình giới thiệu quán ở đường Trương Định. Còn bây giờ thì họ thêm một quán nữa ở đường Bùi Thị Xuân nè nha. Chị Google ơi! Cái gì hả nhỏ Du Hí? Khi mà đi với em ở Sài Gòn nè, thì em giới thiệu những con đường ở Sài Gòn rất rất là kỹ cho chị nè. Cho nên là khi nào á, có dịp em đi Đà Lạt thì khi mà em hỏi đường á, chị cũng hướng dẫn em kỹ vậy nha. Mấy lần trước đi theo hướng dẫn của chị, em toàn là bị lạc không à. Chị hứa với em nha chị. Hi hi, sự cố thôi. Đường Bùi Thị Xuân á, là một con đường khá sầm uất và bán rất là nhiều đồ ăn. Các bạn có thể chọn lựa rất là nhiều loại giá, từ những loại bình dân nè cho đến cao cấp. Tại vì bán phục vụ cho các em học sinh á, cho nên có nhiều thứ để chúng ta có thể chọn lựa. Đến giao điểm này á, là Cách Mạng tháng 8 và Bùi Thị Xuân thì là hết đường Bùi Thị Xuân. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Cảm ơn rất nhiều nha.